Xin chào các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại khu vực du lịch của Hòn Rơm 2. Đây sẽ là một trong những nơi mà thu hút rất nhiều khách tham quan trong thời gian vừa qua. Đây là khu phát triển từ rất là lâu và hiện nay thì họ đã nâng cấp và sửa chữa không gian của Hòn Rơm 2. Hiện nay rất là đẹp, từ đến mọi vị trí, mọi ánh cây, mọi bóng đèn. Hai sao đồng và thiết kế không gian đẹp lộng lẫy trong cái vẻ đẹp tự nhiên này. Nhà này đẹp và tự nhiên ở đây hôm nay là ngày giữa tuần nên là các du khách đến đây là rất là đất, không có đông. Chúng ta đó là Hòn Rơm 2, khu vực Hòn Rơm, tại sao gọi Hòn Rơm ở vị trí ở đây đang giống như là một nấm rơm, cái đó là Hòn Rơm. Tàu bè ở đây rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bãi biển của Hòn Rơm 2 cũng rất đẹp, đang chuẩn bị đón cái ánh hoàng hôn rất là lộng lẫy. Thì nó còn có khoảng nhiều những cái resort và khu vực khác như Hòn Rơm 1 hay là khu vực Thủy Dương, Thủy Trang và nhà Eo Bích nằm ở tại vùng đây. Thì vào cái buổi chiều và buổi sáng thì ở đây mà có nhiều những loại hải sản đến với anh. Đây là ăn buffet sáng này. Đây là em đen hay gọi là em trắng, một trong những hướng dẫn viên của đoàn, một người yêu của tôi ôm cái xe. Đang ngủ phòng nào? Ủa với... Anh ngủ phòng 1 không? 1 Đây là những em rất là dễ thương, nhân sự của Hòn Rơm 2, những người mà đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi làm tour thì sẽ có những em gọi là những người sẽ hỗ trợ trong cái vụ ăn uống. Không biết em tên gì ạ? Em tên gì em? Dạ em tên Diễm. Diễm có người yêu chưa? Dạ có rồi. Thông thường những người làm ở đây đã có người yêu rồi anh chị ạ. Nó đã nhìn là bố trí rất là đẹp.
Đây, chúng ta nhìn thấy vị trí là đây. Nhìn ngược lại. Nhìn xa hơn. Trước kia thì cái chỗ này là người ta dành cho cái khu gọi là đốt lửa chạy. Nhưng tuy nhiên thì đây thì người ta thiết kế vào theo cái không gian, theo cái cảnh quan. Rồi, cảm ơn anh chị chúng ta. Anh nhìn lại khu bây giờ là chị ngày hôm nay.